Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ đọc qua bài Tara số 3 trong bài 21 Tara. Kính thưa các bạn, Tara số 3 có tên tiếng Việt là Phật Mẫu Lam Kim Cứu Độ Tara, hay còn gọi là Hoàng Kim Độ Mẫu. Tên tiếng Phạn của Ngài là Kanaka Vanatara, và tên tiếng Anh của Ngài là Golden Color Tara. Pháp quyền thì trong tài liệu tiếng Anh ghi là Prolonging Life, dịch sát nghĩa là kéo dài thọ mạng. Chữ Kanaka là màu vàng kim, tiếng Anh gọi là Golden. Để nói về kéo dài thọ mạng thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái chết xảy đến cho một người là do các nguyên do sau đây. Thứ nhất là do hết mạng nghiệp. Đây là loại nghiệp giữ thọ mạng sống, chứ không phải nói là hết nghiệp theo nghĩa của một vị đã giác ngộ. Điều này ví như đèn đã hết dây tim. Nguyên do thứ hai là đã hết phước làm người, ví như đèn đã cạn dầu. Lý do thứ ba là hết cả hai nghiệp và phước, ví như đèn đã hết tim và cạn dầu. Và lý do cuối cùng là do làm nhiều việc ác quá nên chết yểu, ví như gió thổi tắt đèn. Nói về thọ mạng, chúng ta nên hiểu là chúng ta sống để thấy được chánh pháp, chứ không phải sống lâu để hưởng thụ. Trong Kinh Pháp Cú, câu kệ số 113, có 4 câu như sau. Dầu sống 100 năm, không thấy pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày, thấy được pháp sanh diệt. Muốn cho thọ mạng kéo dài thì ta phải tu các ba la mật, đặc biệt là giữ giới cho trong sạch, lo tu tâm tích đức, bố thí, học hiểu Phật Pháp để có chánh kiến về tự thân. Đó là cách tu hành chân chánh của người con Phật. Chữ chủng tử của Ngài là chữ tâm, và màu sắc của tôn tượng là màu vàng kim có pha chút màu lam. Số cánh tay là 12 và còn tùy thiệt theo truyền thống. Tôn nhan của Ngài là Hiền Hòa. Bài thơ tiếng Việt sau đây là để ca ngợi công đức của Ngài. Chí thành đảnh lễ quy y, Lam Kim cứu độ nan nghì Tara. Diệu kỳ một đóa liên hoa, tai Ngài trì giữ rất là trang nghiêm, bố thí trì giới nhẫn an, tinh tấn thiền định tuệ viên mãn đầy. Kanaka Vanatara, chúng ta sẽ đọc như sau. Namah Kanaka Nilabjapani Padma Vibhushite Dhanavirtappa Shanti Titiksha Dhyana Gochare. Namah Kanaka Nilabjapani Padma Vibhushite Dhanavirtappa Shanti Titiksha Dhyana Gochare. Namah Kanaka Nilabjapani Padma Vibhushite Dhanavirtappa Shanti Titiksha Dhyana Gochare. Đó. Các bạn có thể xem những cái chữ màu tím ở dưới đây trong ngoặc. Những cái chữ màu tím này là cái phần phiên âm. Trong phần phiên âm này, các bạn thấy chữ nguyên âm nào viết thường thì chúng ta chỉ đọc một nhịp, nguyên âm nào viết in thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Đó. Chúng ta sẽ đi qua từng chữ để cho chúng ta dễ dàng nắm bắt. Chữ này á, đứng một mình thì chúng ta đọc là Namaha. Ha. Chữ H có dấu nặng là một Visarga. Chúng ta sẽ lấy chữ nguyên âm ngoài trước, chúng ta choàng ra ngoài sau, rồi chúng ta đọc thêm cái âm đó, Namaha.
Nhưng vì đứng chung một câu như thế này thì chúng ta không đọc namaha, chúng ta đọc là namah. Chúng ta hạ cái hơi nhẹ ra thôi. Namah. Namah. Kanaka. Thấy không? Ba chữ A này là âm ngắn hết. Đó. Thì chúng ta đọc là Kanaka. Thấy không? Chữ Y có dấu gạch ngang, chữ A có dấu gạch ngang là trường âm, cho nên chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Ni la cha. Ni la cha. Thấy không? Rồi chữ pa này là hai nhịp, bởi vì chữ A là trường âm, pa, ni. N này là có dấu nặng, chúng ta phải uốn cong lưỡi lại và búng ra. N, ni, không? Nama, kanaka, ni, la, cha, pa, ni. Padma, không? Padma. Vipu, shi, te. Vipu, shi, te. Bhu, chữ bờ h này là chúng ta phải đọc âm bật bờ bờ. Bhu bhu, chữ s này uốn cong lưỡi lại và búng ra. Si si, tê tê, chữ t là hai nhịp ha. Si tê vi bhu, si tê. Đó, chữ si là một nhịp thôi, chữ t là hai nhịp. Chỗ này chúng ta chú ý là chữ Padma Vibhushite thì chỉ có 6 âm thôi, nó không có đủ. Thì chúng ta kéo dài chữ A ra, ngân nga chữ A ra một chút xíu để cho nó đủ cái âm. Thì chúng ta đọc cái bài này. Chúng ta nghe nè. Nama Kanaka Nilabjapani Padma Vibhushite. Đó. Chữ chỗ Padma này chúng ta để cho nó dài ra một chút xíu. Chứ không phải là chữ A này là hai nhịp, nhưng mà chúng ta đọc ngân nga chỗ chữ A này để cho nó có đủ âm. Rồi chúng ta đọc Vibhushite. Tiếp tục là Da. Chữ Da này là hai nhịp, bởi vì A là trường âm. Dana Virya. Chữ này giống như ba âm nhưng mà nó là hai âm rưỡi thôi, không phải là Virya mà là Virya. Virya. Tapa. Tapa. Chữ này là đứng một mình là tapaha. Nhưng mà vì trong bài này chúng ta tiếp tục còn chữ nữa cho nên chúng ta đọc là tapaha. Tapaha. Shanti. Chữ S này chúng ta ển cong cái lưỡi lại, không phải là uốn cái lưỡi lại mà ển cong cái lưng cái lưỡi lên á. Thấy không? Cái lưng của cái lưỡi mình ển cong lên trên vòm trên, mình đọc là sha sha. Shanti. Titiksha, titiksha. Chữ A là hai nhịp ha. Chữ S chúng ta uốn cong cái lưỡi lại. Sa, titiksha. Jhana, jhana, jhana. Chữ D với chữ H là D. Và chữ Ya này là hai nhịp, chữ N này là một nhịp. Jhana. Go, cha. Re, go, cha, re. Đó. Namah kanaka nilab cha parni Padma vibhushite Dana viratappa shanti Titiksha dhyana gochare. Đó. Câu minh chú của Tara này là Om Tare Tuttare Ture Pushting Guru Swaha. Đó. Trong đây thì chữ Om là chúng ta đọc hai nhịp chữ O nè. Om, Om. Đọc hai nhịp chữ O xong rồi mới đóng chữ O đó lại bằng một Anuswara. Om Tare. Chữ Ta hai nhịp, chữ Re là hai nhịp. Chúng ta đọc chậm rãi từ từ. Tare tuttare ture pushting. Đứng một mình thì chữ này đọc là pushtim, nhưng mà theo sau nó là một chữ cờ thì chúng ta đọc chữ anuswara này chuyển thành chữ ng. Pushting guru swaha. Swaha. Chữ xóa là hai nhịp, chữ ha là hai nhịp.
Chữ boosting có nghĩa là tăng ích, lợi lạc. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại từ đầu. Om Namo Bhagavatyai Arya Sri Ekaving Satitarayai Namastare Ture Vire Tuttare Bhayanashini Ture Sarvarthade Tare Svahakare Namostute. Namastare ture vire kshana dyutini bhekshane trailokyanatha vakdrabja vikasat kesarod bhave. Namah shatta sharat chandra sampurna patalanane tara sahasranikara Prahasat kirano chwale. Namah kanaka nilapcha pani Padma vibhushite Dana viratappa shanti Titiksha dhyana gochare. Thì bài này thì chúng ta đọc như thế. Bài này thì cũng hơi khó, có nhiều chữ thì chúng ta cần chú ý, đặc biệt là chỗ Padma chúng ta phải kéo dài một chút. Xin kính chúc các bạn đọc tốt phần bài này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.